Đây là sắt bột. Còn đây là nhôm bột. Trộn hai hỗn hợp lại với nhau. Dùng đũa thủy tinh trộn đều. Dùng một cái bát sứ và một ít cát để chúng ta cách nhiệt với cái bát sứ. Kem dùng một sợi băng magie để làm mồi. Đổ cái hỗn hợp này quanh sợi magie. Vì đốt magie ngọn lửa rất là chói nên các em dùng kính bảo hộ. Bây giờ thầy sẽ đốt băng magie để làm mồi. Các em quan sát.